trái tim khô khan lạnh buồn, cần chiếc ô chở che cùng đến những chuyến xe, cùng tới những nơi ấm áp dịu dàng hơn. Tìm một người như thế sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thương. Tìm một người như thế sẽ khiến em luôn được bình yên hơn, và một làn hơi ấm sẽ xóa đi hết những lạnh lùng trong em. Trong từng hơi thở và mãi như giấc sẽ đến và nói những ngọt ngào.